Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toán Tư. Quý vị thân mến, xuyên suốt chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam ta đã phải đương đầu với biết bao các đội quân hùng mạnh khác nhau. Đặc biệt, sử sách của dân tộc sẽ mãi khắc ghi những ngày tháng oanh liệt cách đây 41 năm khi quân và dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Và trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, Trung Quốc đã phải nhận lấy hai thất bại đầy cay đắng khi sử dụng bộ binh và xe tăng phối hợp tấn công qua biên giới. Vậy thất bại nặng nề này đã nói lên những mặt hạn chế nào của quân đội Trung Quốc vào thời điểm đó? Hãy cùng Việt Sử Toán Tư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh đối với Việt Nam. Đây là cuộc chiến mà phía Trung Quốc đã tổn thất rất lớn. Chưa đến một tháng chiến sự, quân đội Trung Quốc đã hy sinh hơn 6.000 binh sĩ và thương vong hơn 1 vạn người. Nguyên nhân dẫn đến thương vong nghiêm trọng như vậy, ngoài việc quân đội Việt Nam ngoan cường và có sức chiến đấu mạnh ra, thì còn vì bản thân Trung Quốc tồn tại một số hạn chế. Trong cuộc chiến này, quân đội Trung Quốc từng xảy ra 2 lần phối hợp xe tăng và bộ binh thất bại. Điều đó bộc lộ ra những vấn đề trong chỉ huy của quân đội Trung Quốc thời đó. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 364 của Sư đoàn 122 thuộc Quân đoàn 41 hạ lệnh cho Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 mang một trung đội pháo, hai trung đội súng máy có sự yểm trợ của Đại đội 7 xe tăng thuộc Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn xe tăng trực thuộc quân đoàn tiến theo đường cái Sóc Trăng tiến về phía Tây. Đại đội 6 Tiểu đoàn 2 và Đại đội 3 Tiểu đoàn 1 tiến theo phía sau. Lúc 8 giờ sáng, tiến đến Quách Thọ, Nam Sơn, địa danh theo phiên âm của Trung Quốc, vì bộ đội không sục sạo các địa hình có lợi ở hai bên đường khi tiến lên, cho nên đã không thể cảnh giới phía trước. Bởi vậy, Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 đã đột nhiên bị hỏa lực quân đội Việt Nam từ ba mặt trái, phải và giữa ở trên cao bắn xuống. Lúc đó, Tiểu đoàn 1 của Trung đoàn 364 không theo đường cái Nam Sơn tiến công đến địa điểm chỉ định. Sư đoàn, trung đoàn cũng không tổ chức pháo bắn chi viện. Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 cùng với lực lượng bộ đội phối thuộc bị chế áp trên đường cái và các ruộng lúa hai bên đường không thể triển khai bộ đội, cũng không thể đối phó hữu hiệu với hỏa lực của quân đội Việt Nam, cho nên chỉ còn cách nằm chịu đòn. Chiến đấu trong hơn 1 giờ, Đại đội 5 Tiểu đoàn 2 cùng các lực lượng phối thuộc bị thương vong gần 200 người. Đáng kể nữa là Trung đoàn Phó Trung đoàn 364 Âu Dương Minh đi tăng cường và Tiểu đoàn Phó Tiểu đoàn 2 Dương Vĩ Minh cũng trúng đạn tử trận. Trong tình huống khẩn cấp, Đại đội xe tăng 9 chở theo Đại đội 6 của Tiểu đoàn 2 đến tiếp ứng, kịch chiến hơn 1 giờ mới cứu được Đại đội 5 và các lực lượng phối thuộc ra khỏi nguy hiểm. Khi đó, toàn bộ Đại đội 5 chỉ còn lại 4 người. Trận gặp phục kích này là trận Sư đoàn 122 thương vong nặng nhất trong chiến dịch ở Sóc Trăng. Sau trận chiến này, Đại đội 5 được Quân ủy Trung ương tặng danh hiệu Đại đội Anh hùng mũi nhọn. Nhưng trước trận đánh, họ có hơn 130 người, mà sau trận đánh chỉ còn 4 người. Và đại đội này cũng là đại đội thương vong nặng nhất trong chiến tranh Việt-Trung. Để hỗ trợ Tiểu đoàn 2, 7 giờ 40 phút sáng hôm sau đó, Sư đoàn 122 đưa Tiểu đoàn 3 của Trung đoàn 364 vào chiến đấu, từ điểm cao của bản Dương Tây theo sống núi tiến công Sóc Trăng. Tiểu đoàn 3 cho Đại đội 7 và Đại đội 8 tiên phong, Đại đội 9 đi sau, được cối 82mm yểm trợ, từ hai phía Nam Bắc tiến lên từng đoạn. Chiến đấu đến 15 giờ chiều, Đại đội 7 của Tiểu đoàn 3 chiếm Ba Nguyên phía nam chân núi. Đại đội 8 tiến công hai điểm cao vô danh ở tây nam Quách Thọ đang kịch chiến với quân đội Việt Nam. Đại đội 9 tiến đến gần Ba Nguyên. Lúc 15 giờ, Sư đoàn 122 lại nhận được điện mệnh lệnh từ quân đoàn, nhanh chóng đánh thống Bình Mạnh, Sóc Giang, Bản Lạp đến đường An Lạc. Nhiệm vụ giao trong bức điện rất nặng nề. Trước đó quân khu Quảng Châu dự định cả chiến dịch Cao Bằng hoàn thành trong thời gian từ 3 đến 5 ngày. Hiện nay đã đánh đến ngày thứ tư, các đơn vị bộ đội bạn đã sắp vào Cao Bằng mà Sư đoàn 122 vẫn chưa đánh được qua Sóc Giang. Binh lực hỏa pháo, quân nhu tiếp tế không thể đưa đi kịp thời, như vậy sẽ làm mất thời cơ chiến đấu. Vừa đúng lúc đó, Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 364 báo cáo lên Sư đoàn đã chiếm được hai điểm cao vô danh phía tây nam Ba Nguyên,
đồng thời chiếm được một mỏm núi cuối cùng của ngọn núi Đông Nam Sóc Giang. Lúc 16 giờ, Trung đoàn 364 cho Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 thiếu một trung đội, tăng cường thêm hỏa lực ngồi trên 7 chiếc xe tăng của Đại đội Xe tăng 9 theo đường cái xuất kích về Sóc Giang. Trung đoàn này tổ chức hai đại đội súng cối yểm trợ hỏa lực. 7 giờ 37 phút, Đại đội 2 ngồi xe tăng chạy tốc độ cao tiến lên. Đến chỗ ngoặt thì gặp hỏa lực Việt Nam ngăn chặn. Xe đi đầu số hiệu 905 đè lên địa lôi ngừng lại. Đường bị tắc, các xe tăng khác liền triển khai hỏa lực để hỗ trợ bộ binh chiến đấu. Trung đoàn 364 hai lần phối hợp với xe tăng thất bại, thương vong nghiêm trọng đã bộc lộ ra nhiều sai lầm trong chỉ huy và chiến thuật. Trước hết là chỉ đạo của sư đoàn có chỗ nóng vội, không nắm rõ được tình hình của đối phương, cũng không kiểm tra báo cáo tình hình của cấp dưới. Đó là biểu hiện khinh địch, mạo hiểm tiến lên. Thứ hai là bộ đội tiến công Nam Sơn Sóc Giang còn chưa đến nơi, chưa thể hiệp đồng với bộ đội tiến công theo đường cái. Thứ ba là bộ đội tiến công theo đường cái, không tìm các địa hình có lợi ở hai bên đường tiến quân, cho nên đã rơi vào ổ phục kích hỏa lực của quân Việt Nam. Tác chiến sơn địa rừng núi ở Việt Bắc như vậy, trước khi triển khai binh lực hỏa lực, cần biết rằng nếu không thể khống chế các điểm cao hai bên đường thì tiến quân trên đường sẽ gặp tổn thất nghiêm trọng. Đây chính là yêu cầu cần phải phối hợp hành động giữa lực lượng tiến trên đường với lực lượng kiểm soát các điểm cao. Nó đòi hỏi yêu cầu cao về mặt vận dụng chiến thuật hiệp đồng giữa bộ binh, xe tăng với pháo binh. Thưa quý vị, quân đội và nhân dân Việt Nam đã quyết liệt chống trả, thà hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc. Đến ngày 5 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố mục tiêu đã hoàn thành và rút quân, nhưng kể cả trong những năm sau đó, rải rác vẫn còn nhiều vùng biên giới của Việt Nam bị phía Trung Quốc kiểm soát. Như vậy, 41 năm đã trôi qua từ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc đã phải rút ra nhiều bài học đầy cay đắng. Vậy đó là những bài học nào mà Trung Quốc sẽ không thể nào quên khi tấn công Việt Nam? Hãy cùng Việt Sử Toán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bài học thứ nhất, pháo binh Trung Quốc chiến đấu như thời Napoleon. Theo ghi nhận của tác giả Najan Chanda trong cuốn Anh em kẻ thù, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, Trung Quốc đã huy động hàng trăm pháo tầm xa 130mm và 122mm cùng hỏa tiễn, phóng loạt 140mm điên cuồng tấn công toàn tuyến biên giới Việt Nam với tốc độ gần như một quả một giây. Một phóng viên người Mỹ có mặt tại vùng biên giới Việt Nam khi đó đã viết: hỏa lực dày đặc tới mức nó gần giống với tiếng oanh tạc của máy B-52. Có thời điểm cuộc nã pháo kéo dài tới 20 phút, chứ không phải 1 phút hay ít hơn như thường thấy trong các đợt không kích của Mỹ. Sau đó, giống như những đợt thác lũ tràn qua đập, 85.000 lính Trung Quốc dưới sự yểm trợ của thiết giáp đã tràn sang Việt Nam tại 26 địa điểm dọc theo biên giới. Áp dụng chiến thuật biển người thời chiến tranh Triều Tiên, quân giải phóng nhân dân đã đẩy hàng ngàn binh sĩ để cố gắng đánh bật quân du kích và bộ đội biên phòng Việt Nam trên những ngọn đồi và khu vực thung lũng. Thế nhưng, học viên của trường quân chính quân khu Quảng Châu lại thừa nhận rằng các pháo thủ Trung Quốc không biết cách đo xa và tính toán dữ liệu khai hỏa. Hệ quả là pháo binh Trung Quốc không thể yểm trợ gián tiếp một cách hiệu quả. Hỏa lực pháo binh Trung Quốc chỉ giới hạn ở những vụ tập kích ồ ạt quy mô lớn vào các cấu trúc địa hình rộng lớn hoặc bắn không chính xác vào các mục tiêu nhỏ hơn. Trung Quốc rõ ràng không có một quy trình chỉ huy chiến đấu. Do đó, pháo binh nước này chẳng hơn là mấy pháo binh thời Napoleon hay thời kỳ đầu của cuộc nội chiến nước Mỹ. Còn theo nhà báo Najan Chanda, Bắc Kinh đã thực hiện chiến thuật tấn công xâm lược Việt Nam theo cách mà nhà Thanh đã thực hiện vào năm 1788, nhưng với vũ khí của thế kỷ 20. Vì vậy, việc thất bại là điều đã được báo trước với quân Trung Quốc. Chính Bắc Kinh sau đó đã thừa nhận chiến thuật này là một thảm họa. Bài học thứ hai, kỹ thuật công binh phục vụ chiến đấu của Trung Quốc còn rất thô sơ. Mặc dù Trung Quốc chiếm số quân áp đảo, nhưng Việt Nam lại tận dụng được điểm yếu này của Trung Quốc khi xây dựng các hệ thống hầm hào vững chắc và cài mìn xung quanh đó. Trong chiến dịch tấn công, học viên của trường quân chính quân khu Quảng Châu nhận thấy rằng các binh lính PLA, ít nhất là những lính thuộc quân đoàn 43, không thể phát hiện và tháo dỡ các bãi mìn. Trong khi đó, theo cuốn Anh em kẻ thù, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, quân đội Trung Quốc đã không lường trước được sự lợi hại
của hệ thống hầm hào và công sự chằng chịt mà phía Việt Nam đã xây dựng từ trước để bảo vệ vùng biên giới. Chỉ trong vòng 3 ngày lâm trận, Trung Quốc đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề với số thương vong rất cao do hàng ngàn binh lính bị chia cắt bởi hệ thống súng máy bắn ra từ các công sự chiến đấu và dính mìn. Bài học thứ 3, mù mờ về địa hình và sức mạnh quân sự Việt Nam. Theo báo cáo từ trường quân chính quân khu Quảng Châu, người dẫn đường tên Niu Trang Du nhận thấy rằng khi tiến công Việt Nam, cả một trung đoàn Trung Quốc không thể thực hiện được nhiệm vụ vì các chỉ huy đơn vị có kiến thức nghèo nàn về địa hình, địa mạo cũng như khả năng đọc bản đồ yếu kém. Theo thông tin trên, sau này được chính học giả gốc Trung Quốc Xiao Minh Giang khẳng định thêm trong bài báo xuất bản năm 2015 có tựa đề Cuộc chiến năm 1979 của Trung Quốc với Việt Nam đánh giá lại. Theo Xiao Minh Giang, các đánh giá về địa lý và địa hình của quân giải phóng nhân dân ở miền Bắc Việt Nam thường dựa trên những bản đồ và thông tin địa lý đã lỗi thời, trong khi khả năng trinh sát chiến trường lại rất hạn chế. Một trong những sai lầm lớn của quân Trung Quốc là đánh giá sai về lực lượng dân quân đông đảo khi dự đoán về sức mạnh quân sự Việt Nam. Dân quân Việt Nam đã thể hiện sức đề kháng không hề nao núng và thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ cản đường quân xâm lược. Ban đầu, giới lập kế hoạch quân sự quân giải phóng nhân dân tin rằng họ đã tập hợp được một lực lượng vượt trội với tỷ lệ 8-1 để tấn công Việt Nam. Thế nhưng trên thực tế, chỉ tính riêng tại Cao Bằng đã có 40.000 đến 50.000 dân quân, khiến tỷ lệ lực lượng Trung Quốc chỉ còn hơn Việt Nam là 2-1. Bài học thứ tư, tiếp viện hậu cần Trung Quốc thất bại. Học viên và giáo viên trường quân chính quân khu Quảng Châu đã sớm nhận ra mức độ khắc nghiệt của cuộc chiến khi phải đi một đôi giày và mặc một bộ quần áo trong suốt 10 ngày. Bên cạnh đó là việc thiếu lương thực và nước uống. Việt Nam đã chiến đấu quả cảm trước quân Trung Quốc. Chưa tới một tuần tham chiến khi chiến dịch bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, các đơn vị Trung Quốc bắt đầu kêu ca về tình trạng thiếu lương thực và nước uống. Đơn vị 53-514, quân đoàn 55 Trung Quốc tham gia trận đánh ở điểm cao chiến lược gần Lạng Sơn báo cáo. Đơn vị cấp cao không gửi thức ăn trong nhiều ngày và binh lính đã không được ăn trong 2 ngày qua. Đơn vị 53-515 cũng báo cáo về tình trạng thiếu hụt lương thực và thức uống tương tự. Hệ thống hậu cần của Trung Quốc, mặc dù tuyến tiếp ứng chỉ cách Việt Nam 4 đến 5 km và cách đường ray bằng tường chỉ chưa tới 30 km, rõ ràng đã thất bại. Tình trạng này xảy ra gần Lạng Sơn, nhưng hệ thống hậu cần yếu kém đã gây ra những sự vụ tương tự ở các địa bàn khác như Lào Cai hay Cao Bằng. Nhìn lại cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Niyan Chanda cho rằng Việt Nam chẳng những không phải học bài học nào của Trung Quốc như giới cầm quyền Bắc Kinh dọa nạt, mà ngược lại, Hà Nội còn dạy cho Bắc Kinh một bài học. Đội quân Trung Quốc khi đó thực tế không đủ khả năng và trình độ để thực hiện một cuộc chiến tranh hiện đại. Những tổn thất nặng nề mà họ phải hứng chịu trong cuộc chiến cũng như sự thất bại về vũ khí và chiến thuật là lời cảnh báo về sự lạc hậu của quân đội Trung Quốc. Niyan Chanda viết, bài học thứ 5, chiến thuật bộ binh sơ đẳng. Học viên và sĩ quan trong trường quân chính quân khu Quảng Châu cho rằng lính Trung Quốc đã sử dụng những chiến thuật bộ binh sơ đẳng và kém cỏi. Mặc dù bộ binh Trung Quốc có thể gây ra những thương vong lớn, nhưng các đợt tấn công ồ ạt vốn được giới quân sự Trung Quốc ưa chuộng luôn phải chuốc lấy những thất bại. Quý vị thân mến, sau chiến tranh biên giới năm 1979, giới khoa học quân sự Trung Quốc đã đưa ra nhiều nhận định liên quan đến những góc độ khác nhau của cuộc chiến này. Trung Quốc đã phải thừa nhận rằng chiến thuật tấn công Việt Nam là một thất bại. Quý vị có đồng tình với ý kiến trên hay không ạ? Hãy để lại bình luận bên dưới video quý vị nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!